Chào thầy cô và các em đang đến với trang http://2.cachve.com. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ tranh về đề tài chú bộ đội của em. Đây là các em ạ, ngày 22 tháng 12 sắp đến rồi, đó là ngày quốc phòng toàn dân, ngày mà quân đội nhân dân Việt Nam đấy. Các em ơi, chúng ta có rất nhiều tranh để vẽ về các chú bộ đội. Và chúng ta vẽ tranh cho chú bộ đội đang hành quân, tranh các chú bộ đội đang múa hát cùng các em học sinh, và tranh các chú bộ đội đang tuần tra trên biển. Và các bạn thấy không, những năm gần đây, đảo miền Việt nhựa, đảo của thân yêu của chúng ta, đảo Trường Sa, Hoàng Sa là một phần lãnh thổ không thể chia cắt được của đất nước Việt Nam của chúng ta đấy. Và các chú bộ đội hải quân đang hàng ngày, ngày đêm chắc tay súng, vững tay súng để canh giữ vùng biển của chúng ta, không cho các kẻ thù xâm lấn và xâm chiếm phần lãnh thổ biển của chúng ta nữa. Ngày hôm nay thầy hướng dẫn các em vẽ cảnh biển nhé. Cảnh biển và có các chú hải quân. Đầu tiên các bạn dùng chì này, và các bạn vẽ này cho thầy giáo về trung gian. Rồi, được chưa? Sau đó các bạn vẽ một các bạn bố cục nhé. Chú ý đầu tiên bố cục này. Đây là chiếc thuyền thứ nhất này, đây chiếc thuyền thứ hai này, và đây chiếc thuyền thứ ba. Có nghĩa là ở biển chúng ta rất nhiều thuyền. Bà con ngư dân của ta thường giữ biển, bám biển và giữ được vùng biển của chúng ta. Nơi đây còn có các chú bộ đội cảnh sát biển đi trên một chiếc tàu to, tàu của chúng ta nhá. Thầy vẽ cái tàu này. Đấy, cái tàu này. Và trên cái tàu này có nhiều cái khoang này. Đấy, các con thấy chưa? Và có cả một cái nòng súng nữa. Nòng súng dương lên trời cao. Và các nòng súng này. Đấy. Và tất nhiên, cái tàu của Việt Nam rồi thì cũng không quên hình ảnh lá cờ Tổ quốc bay sao vàng, cờ đỏ sao vàng và trên đây. Và bên cạnh đó những tàu này thì chúng ta không quên vẽ hình ảnh các chú bộ đội, các chú hải quân. Đây thầy đã vẽ hình ảnh chú hải quân này, vẽ cái mặt của chú này. Đấy, và chú đứng nha. Đây, đấy chú hải quân này, chú đang đưa tay đưa ống nhòm, đưa lại ống nhòm này. Đấy, chú bộ đội hải quân chúng ta đấy. Đấy, đưa ống nhòm nhìn xa xa để tuần tiễu trên biển. Và chúng ta chú ý ở đây là hình ảnh ống nhòm chú hải quân. Bên này có một chú hải quân nữa và đang cầm chắc tay súng, ôm súng này. Các bạn vẽ chú hải quân nha. Rồi, cái cổ của chú này, tay này chú bồng một cái súng này. Và các bạn thấy chưa? Và chú đang cầm súng để giữ chắc vùng biển chúng ta đang canh giữ. Và cái tay này, đấy, chú đang giữ này. Và áo của chú hải quân. Rồi, tiếp tục. Bên cạnh này chú vẽ cái biển dần xa, ta vẽ sóng nước này. Và ta vẽ được mái buồm, cái buồm của bà con ngư dân này. Cái mái buồm, đấy. Và có cả người ngư dân đang quăng lưới. Các bạn chú ý nhá. Đấy, ta vẽ người bác ngư dân đang quăng lưới này. Các bạn thấy chưa? Thả lưới xuống. Cái tay lưới, các bạn chú ý là sử dụng từ lưới. Ở đây là tay lưới hay là vàng lưới. Vàng lưới chúng ta học ở lớp 5 rồi đúng không? Ta có bài lập làn giữa biển. Và đấy nha. Sau đó ở đây thì chúng ta có cả cái thuyền thúng. Các bạn biết thuyền thúng không? Thuyền thúng. À, các bạn thuyền thúng nó tròn đấy. Và người dân ta vẫn mang ra để câu mực đấy. Đây cái mũ này. Đấy, cái mũ này. Và đấy, cái người đang ngồi trong thuyền thúng và tay đang đẩy cái mái chèo. Đẩy mái chèo. Rồi, và đây mảng này nữa thì chúng ta thấy một cái thuyền này là cũng có những các cô bác đang kéo lưới. Đấy, các bạn thấy là cái dáng người, vẽ dáng người kéo thả lưới này. Đấy, thả lưới này. Rồi, bên này thì đây các bạn thả lưới xuống đây. Sao vẽ bên này nữa. Đấy. Các bạn đang giơ, cái người này đang giơ tay lên các dáng. Các bạn chú ý các dáng điệu khác nhau. Người này giơ tay thì cái mái tóc của họ này, khuôn mặt này. Cái vâng, đang giơ tay lên. Rồi, đang giơ tay để kéo để vẫy chào các chú bộ đội hải quân. Đúng rồi, nha, ví dụ thế. Sau khi đó rồi các bạn sẽ sửa lại hình và vẽ như con cá. Các bạn vẽ cá này, vẽ tròn này. Rồi. Đấy, mắt này. Các bạn vẽ cái đuôi này, đúng không? Rồi. Rồi vẽ con sao biển. Vẽ con sao biển. Các bạn biết con sao biển không? À, biển có con sao biển. Biển ta rất là giàu tài nguyên thủy sản. Con sao biển này. Con sao biển có hai cái mắt, đúng không? Đấy, con sao biển. Cười. Còn nhiều con cá, cá dài nữa. Con cá rất là dài. Đấy, rất nhiều loại cá khác nhau. Con nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, cá nha. Rồi. Con cá, những loại cá này. Và rất nhiều cá nữa đi theo các chú
Đấy. Rồi, các bạn vẽ vẽ cả con cá. Rồi, những con cá to. Tiếp theo. Rồi. Cái hình nhỉ? Và bây giờ xa xa là những hòn đảo chìm đảo nổi của chúng ta, và có ông mặt trời đang ló lên, có đám mây trên này, có những cánh chim đang bay. Đấy nhá. Rồi. Và bây giờ chúng ta sửa lại. Ta sửa lại nhá. Ta vẽ cái tàu có những ô cửa nhỏ. Rồi. Cái tàu này. Tiếp tục. Các bạn thấy chưa? Rồi, ta vẽ lá cờ Tổ quốc. Rồi. Vẽ cái lòng pháo vươn lên trời cao. Đúng không nhỉ? Rồi, vẽ hình ảnh chú bộ đội hải quân, cái mũ của chú này con này. Đấy. Mái tóc của chú, khuôn mặt của chú. Chú để mặc cái áo hải quân. Đấy. Và cái tay của chú đang cầm ống nhòm. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy nhá. Và cái ống nhòm này, cái tay của chú cầm. Và đây là cái ống nhòm. Đấy, ống nhòm, ống nhòm ra xa. Rồi, chúng ta vẽ bên này là chú hải quân nữa. Đấy. Đấy, cái mặt của chú to ra. Để cái tóc này, đấy. Đúng chưa? Và tay chú đang chắc tay súng, cầm chắc tay súng, vững tay súng này. Cái súng dương lên này. Đấy. Và chúng nó bồng súng. Cái này người ta gọi là bồng súng. Đấy. Giữ cái bồng súng. Và người ta đứng được canh giữ biển biển này. Đấy, đúng rồi, chỉ thấy chưa? Đấy nhá. Và bây giờ tất nhiên ta vẽ lại cái tàu rồi. Đúng không con? Đó là chia này ra. Kéo dài này ra cái tàu. Và trên cái tàu này chúng ta có được cái phanh tròn một. Đây là những cái phao để bám theo lòng tàu, đúng không các con nhỉ? Đúng chưa? Đó, ta vẽ thêm hai cái phao vào. Cái phao to này có cái phao bé nhiều màu khác nhau. Đúng chưa? Rồi giữa cái tàu này nó có những ô nước nhỏ này, ô nước thoát nhỏ này. Và tất nhiên các bạn không quên cái sóng nước dạt dào, đúng không? Ở biển sóng rất là to, đúng không? Rồi, tiếp tục. Bên này là bà con ngư dân, ta vẽ mái cái nón này. Đấy, cái nón. Rồi, ta vẽ khuôn mặt. Đấy. Và cái tay của bác này. Và đây cái động tác này bác đang đưa tay ra. Đúng chưa? Đấy, tiếp tục vẽ cái thuyền mủng, cái thuyền, đây là cái thuyền. Và tất nhiên là cánh buồm căng gió ra. À, cánh buồm. Đấy. Và đứng tay lưới, và lưới các bạn. Vẽ lại. Còn đây, hình ảnh này là có quay như này, thì bây giờ cái hình ảnh muốn vẽ được thì các con vẽ cái mũ này. Đấy. Thấy chưa? Cái mũ này, mái tóc của người ta. Rồi, khuôn mặt. Rồi, chúng ta nhúng này. Chú ý dáng điệu, dáng vẻ người ta ngồi cong cái lưng lên. Thì cái người ta ngồi đây, ở cái thuyền này. Và cái tay này chắc tất nhiên này, ta đưa vào này. Đúng chưa nhỉ? Rồi, sau đó vẽ cái thuyền thúng. Thuyền thúng. Thuyền thúng thường là đi câu mực. Đấy, đi câu mực. Các bạn nhớ có cái cạp thúng này. Đấy. Đúng chưa? Sau đó các bạn vẽ cái thuyền. Thuyền này, đúng chưa nhỉ? Vậy ta được cái dáng người ngồi ở trên cái thuyền. Và tí tâm tôi tiếp tục. Đây vẽ một người. Đấy. Đang ngửa mặt lên, giơ tay chào các chú bộ đội hải quân. Cái cổ này, cái tay, các bạn thấy là ngón tay đưa lên chào. Và cái tay này nữa, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cũng giơ tay chào. Rồi. Và cái thuyền này, cái thuyền này cũng các dáng vẻ thuyền khác nhau. Nước này, sóng nước bao la đây này. Còn bên này có một bác nữa. Đấy. Bác này cũng đội cái mũ nha, đi nắng biển nắng nóng lắm. Đấy bác, đúng không? Đội mũ rộng ra, rộng vành ra. Đấy, rồi con nhìn chưa? Đấy, dáng người ta cong người lên, đúng không nhỉ? Đấy, cong người lên, đưa tay để kéo những cái mẻ lưới mà đầy ấp cá. Cái lưới này rất nhiều cá này, con nhìn lưới này, vẽ những con cá vào đây. Đấy, con cá mắt tròn, đúng không? Nó dính vào lưới này, đúng không nhỉ? Cá mắt tròn, như thế nó làm cho rất là đẹp, đúng không? Ta vẽ tiếp tục, ta vẽ tiếp tục này. Đấy. Con cá, con vẽ tròn tròn thế này, vẽ xuyên ra đuôi đuôi với này ta được con cá, đúng chưa? Vẽ con sao biển, đúng không nhỉ? Rồi vẽ những con mực có tua như này, đấy, đúng không con? Con nhìn con này ra giờ chưa? Đến con này như thế, mắt ra đây, làm cho biển đại dương ta rất là phong phú và tài nguyên, đúng không? Đấy, làm. Rồi, đấy, con vẽ bức tranh. Rồi. Rồi, đúng chưa nhỉ? Rồi, bây giờ con vẽ không gian. Đây là mặt biển này, mặt biển chúng ta chia làm đôi ra. Chia được bố cục cái biển ra này.
Và đây ta cũng chia một nồng vòng nữa lên, biển nó có từng vòng này. Đấy, vùng trời xa xa là những dãy núi tím ngát, những cái nhấp nhô này, hay là đảo chìm và nổi của ta đấy, đúng không? Và vẽ lại. Và đây là những cánh cò, cánh cò chở nắng qua biển, những cánh nắng này, đúng không nhỉ? Và đây những cánh nắng này tạo này. Vậy chúng ta được cảnh biển rồi đúng không? À, và đây con cá này nữa, đúng không? Ta vẽ con cá, mỗi con cá kiểu dáng khác nhau thì nó làm cho cái bức tranh nó thêm sinh động. Không con nào giống con nào, mỗi con một kiểu dáng, nhớ chưa? Đấy, đấy, cái to cái nhỏ, cái mát, cái mũi của con sao biển đang cười, đúng không? Đấy. Và bây giờ chúng ta sử dụng vẽ màu. Màu của chúng ta, và màu xanh chủ đạo là màu xanh này. Vậy màu xanh này là màu chủ đạo của đại dương. Trong đại dương có cả xanh lam nữa. Vậy chúng ta sẽ tô cái màu nào sắc cho nó phù hợp. Ví dụ như cánh buồm màu nâu, bạn tô cánh buồm màu nâu cho thầy. Thấy chưa? Bây giờ con muốn để nó bật lên này, nó bật lên này, nó bật lên này, con chú ý này. Đấy. Đúng chưa? Đấy chưa? Rồi. Đúng chưa? Rồi. Con thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Thấy chưa? Con bật lên, bật là con cá. Đấy con làm đi. Là đánh ngang ra. Và anh tô rất là đẹp. Hoàng anh ơi, tô cả những cái trên nền trời này xanh này, con tô những cái mảng nắng. Bây giờ con sử dụng cái mảng nắng này. Đấy, và anh nhìn này, thầy giáo sẽ giúp Hoàng anh là làm những mảng nắng ông mặt trời tiên đổ nắng nhé. Những tia nắng này. Đấy, con thấy chưa? Những mảng nó cứ chảy nhễ nhại lên ánh nắng đây này. Thì những cái vầng nắng này thì con tô theo mảng vào, đúng không? Đây là con tô cả cái mảnh này màu hồng này, màu hồng đúng không? Con tô sắc màu hồng ra cái miếng này, mảng miếng ra làm cho bầu trời nhá. Ví dụ như Hoàng Anh nhìn này, đấy cái màu hồng đấy, đưa đây thế vào. Đấy cái đây nó chiều như này thì Hoàng Anh phải tô cái màu này này. Đúng không? Rồi này, thì đây cái này nó có cái này để này thì cái ô này, toàn một ô này này. Tôi hết cái mảnh hình này, đây cái miếng này tô màu hồng này. Con hiểu chưa? Cái miếng này tô giải là tô màu hồng này nhá. Đấy. Còn đâu là bạn lấy tô màu xanh vào cái chiều đấy. Có hình dung không? Đây xem nào. Đấy, đồ màu hồng bật lên để tí nó lần xanh lên. Đây một con sợi dây nữa, sợi nắng đấy. Đấy, sợi nắng đúng không nhá? Đấy. Tôi vào. Con sẽ sử dụng màu vàng cái áo này nhá. Đúng không? Màu vàng cái áo. Các bạn chú ý ở chỗ này nhá. Ví dụ là ở chỗ này không gian này này. Ta muốn bật lên thì ta cho cái màu vàng vào đây. Màu vàng của cái áo của cái này nó nổi lên được rất nhiều. Con nhìn này, nổi như cái này, màu vàng này. Màu vàng vẽ màu vàng vào đây đúng không? Các bạn nhìn màu vàng này, khi màu vàng này thì ta cho cái biển này, cái biển này, cái màu vàng này, cái khuôn mặt màu vàng, cái toàn bộ các con này màu vàng này, hoặc cái tàu này màu vàng này. Đấy, tí bạn Hoàng Anh bạn sẽ cho những cái trang trí cái phao của cái tàu này, đúng không? Cho vàng nó nổi lên rất nhiều. Đấy, nó nổi lên rất nhiều. Đấy, con nhìn chưa? Màu vàng, cái màu vàng đó thì nó đi vào màu xanh biển này, nó đi vào xanh biển này. Các bạn chú ý nó màu xanh biển này, nó màu vàng thế thì các bạn này này, các bạn khéo léo các bạn đưa vẽ bao bo cái đường này vào. Bo này vào. Đấy, bo này vào, các bạn đẩy vào lại nha. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, khi vẽ màu ta như thế, đúng không? Thì nó bật lên cái này rồi. Bo này vào để nó bật lên, nổi mục đích cho ta là nó bật cái màu vàng này lên để cho bức tranh nó làm tức là trong tranh phải có đậm có nhạt, đúng không? Đấy, nó bật cái lên. Đấy, con nhìn thấy thầy giáo. Vẽ ngang ra, xong rồi nhạt dần ra phía xa. Nhạt dần lên phía xa, con nhìn thấy nó làm này, đây là đậm này, con Thảo nhìn chưa? Nó nhạt dần phía xa này, đấy, nhạt dần phía xa này, nhạt dần phía xa, nó nhạt dần ra phía xa, tức là làm cái sóng biển, đúng không? Đấy, nó bật như thế, nó bật rất là nhanh, con tôm, nhưng màu đỏ vẫn đẹp hơn, màu đỏ sử dụng màu đỏ này, đỏ đấy, đấy, nhá, đấy, con nhìn chưa? Đấy, con nhìn chưa? Đấy, thế con trang trí những con cá này đi, các màu sáng nhạt thôi, Thảo trang trí đi, rồi. Đấy, thế bây giờ cái xa xa này, cái biển đây này, con biển này, con nhìn cái đoạn này. Cái đoạn này, nếu vẽ đường thẳng này nó vào một cái thân tàu nó không đẹp. Con kể con vẽ sấp thấp một tí để con chia từng mảng một đúng không? Đấy, thì con chia từng mảng một, đúng không? Tô gạch non vào cái mũ đi. Tô gạch non vào. Tao mũi. Gạch non nào, gạch non vào cái mũ kìa. Vâng, gạch non đấy. Đây là một xanh nhạt. Con cho một xanh đấy cũng được, con cho một xanh đấy cũng được. Một xanh này. Không, một xanh con phải cầm đấy. Rồi, con cho vào. Rồi, vẽ đẩy lên. Rồi, bạn Thảo ơi, bạn Thảo tô màu hồng vào cái áo của các chú bơi thuyền thúng đi. Đấy, cả áo, cái quần trong tím. Súng tô màu gì thế? Rồi, súng hả? Súng thì thôi, màu những cái nhỏ nhỏ, cái chi tiết tiểu vật đấy không cần. Mà quan trọng cái mảng màu ta đi đưa vào cái màu chính thôi. Chứ cái tiểu tiết không cần. Đấy, cái thuyền thúng. Đấy, quần tím đấy. Rồi,
trong lòng súng cho tôi một đen đi, để nó bật lên. Trong lòng súng cho tôi một đen vào, đen hoặc nâu, đấy, đen vào đấy. Trong lòng đổi bật lên, làm sao phải đổi bật lên. Đấy, trong lòng súng thực đấy, đúng chưa? Rồi, cái nòng nòng của cái pháo đấy, cho tôi một đen vào, đen ngòm vào, vì nòng pháo đen ngòm vào, rất đẹp hơn. Rồi, rất là đẹp đúng không? Đấy, nòng pháo. Rồi mái tóc của cái ông kia ở bên truyền bên kia giơ tay đấy, cũng cho một đen vào. Đấy. Đúng rồi, cái áo này tôi cho màu vàng nó đẹp, rất là đẹp lắm. Đấy, có tô màu vàng cái con khác nó nổi bật lên ngay. Đấy, con nhìn thấy chưa? Đấy, khuôn mặt của cái ông ở bên kia tô màu vàng cái con Thảo ạ, cái nó để màu trắng đi. Còn khuôn mặt tô màu vàng bên này ông này nữa, bên này ông này cũng tô màu vàng. Đấy, 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 cái khuôn mặt của cái ông kia ở giữa cái thuyền ông giữa tay đấy, tô màu vàng cho thầy. Cái tóc thì cho một tím vào, tóc cho một tím vào cho đấy, cho một tím hoặc cho một đen tùy. Đen được một tím được, đen thì con đen, nếu là sử dụng đen đi, cho tóc một đen đi, cho cả cái quần của cái người đang kéo lưới kia cho một đen. Đấy, rồi đúng rồi, cái quần đang kéo lưới cho một đen đi. Rồi đấy, con cha nhớ là trong bức tranh bao giờ phải có đậm có nhạt. Chú bộ đội hải quân cái quần màu đen đi, cái quần của chú bộ đội hải quân màu đen đấy, nó có độ đậm xuống. Áo màu trắng rồi, chú bộ đội hải quân áo màu trắng rồi đúng không? Rồi thôi đổi rồi đấy, con nhìn thấy có đẹp không? Đây sản phẩm của con vẽ đấy. Vậy đây ta đã được một sản phẩm về vẽ về cảnh biển, về tự nhiên biển đảo quê hương đúng không, và cũng là đề tài 2 chắc 12. Chào các em, chúc các em hãy có truy cập vào trang cachvẽ.com để có những bài giảng về vẽ tiểu học hay nhất.